Xin chào các thầy cô giáo, chào các bạn. Trong thời gian vừa qua thì trong quá trình dạy học trực tuyến với phần mềm Zoom thì nhiều thầy cô giáo gặp một số cái lỗi mà chúng ta gặp phải. Ví dụ như là thầy cô giáo mở phòng học Zoom rồi nhưng mà học sinh không đăng nhập và đăng tham gia vào được bằng ID và mật khẩu hoặc cái đường link mà thầy cô giáo gửi cho các em học sinh. Cái lỗi thứ hai là các thầy cô giáo mở lên những máy báo là sai mật khẩu hoặc sai địa chỉ mail, hoặc có những lỗi là không đăng nhập được, vân vân. Thì tất cả những cái lỗi đó xảy ra, nguyên nhân của nó là gì? Nguyên nhân ở đây là do các thầy cô giáo đã đăng nhập vào bằng nhiều thiết bị khác nhau mà chúng ta không đăng xuất nó ra mà chỉ rời khỏi phòng. Thì trong video này, thầy Hùng xin được chia sẻ với các thầy cô giáo một cách đơn giản để chúng ta khắc phục một cách triệt để những lỗi trên trong quá trình dạy học trực tuyến với phần mềm Zoom. Các thầy cô mở phòng ứng dụng Zoom lên. Các thầy cô đăng nhập địa chỉ mail vào. Sau khi nhập xong mail và địa chỉ đăng nhập thì các thầy cô chưa vội mở cái cuộc họp mới ra. Các thầy cô kiểm tra sử dụng ID cố định rồi, chúng ta chưa tích vào đây để nguyên. Các thầy cô sẽ vào phần cài đặt. Tiếp theo các thầy cô di chuyển xuống cài đặt thêm, xem thêm cài đặt. Thì hệ thống sẽ chuyển đến một địa chỉ của Zoom trên trình duyệt web. Các thầy cô tiếp tục đăng nhập, nhập đúng địa chỉ mail và mật khẩu vào. Các thầy cô đăng nhập. Đây những phần cài đặt, các thầy cô đã cài đặt rồi. Các thầy cô sẽ ấn vào cái biểu tượng hình đầu người đây, các thầy cô chọn. Phần mềm sẽ di chuyển đến các cái thông tin về hồ sơ cá nhân của phòng họp. Các thầy cô di chuyển xuống dưới cùng. Đây. Ở đây có phần thiết bị đã đăng nhập. Do ở đây các thầy cô sử dụng là cái ID cá nhân nhưng lại cho rất nhiều người đăng nhập. Ví dụ đây là ID của một lớp học. Hoặc thầy cô đăng nhập vào nhiều thiết bị iPad, điện thoại di động, rồi máy tính bàn, laptop vân vân. Nhưng các thầy cô không thi thoát, không đăng xuất nó ra. Thì bây giờ các thầy cô sẽ vào đây. Đăng xuất tôi khỏi tất cả thiết bị thì tất cả các thiết bị sẽ bị đăng xuất ra. Đăng xuất. Ok. Như vậy, làm như vậy thì các thầy cô sẽ hoàn toàn đã đăng xuất ra khỏi các thiết bị. Và bây giờ chúng ta đăng nhập vào. Ta mở cuộc họp mới. Hãy
Rồi, như vậy với cái thao tác rất là đơn giản như trên thì chúng ta hoàn toàn khắc phục được những cái lỗi không đăng nhập được, lỗi báo sai mật khẩu, sai ID của phòng Zoom. Hy vọng rằng những chia sẻ trên đây của thầy Hùng sẽ hữu ích cho các thầy cô trong quá trình dạy học trực tuyến với ứng dụng Zoom. Các thầy cô nếu thấy video hữu ích, các thầy cô có thể đăng ký, ấn vào nút đăng ký kênh cũng như chia sẻ video đến các thầy cô giáo khác để chúng ta sử dụng trong quá trình dạy học trực tuyến với phần mềm Zoom trong thời gian chống dịch Covid này. Xin chào và hẹn gặp lại các cô thầy cô ở những video lần sau.